Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Y, chào mọi người đến với kênh của mình. Video hôm nay thì mình sẽ quay những cái gói hạt vạn thọ ban mai để thông báo với mọi người là mình đã và đang cung cấp cái hạt giống này nha mọi người. Và trong video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cái ngày mà mình gieo hạt để mà mọi người có thể mình mua cái hạt nó sớm nhất để mà mình có thể mình gieo cho đúng nha mọi người. Rồi thì hôm nay là ngày 2 tháng 9 dương lịch của mình đó, là ngày lễ Quốc Khánh mọi người, thì chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình nha mọi người. Rồi thì đầu tiên á là ở đây mình sẽ có mấy màu này, nó cũng sẽ có thiếu một vài màu mọi người, chưa về đủ thì có bao nhiêu thì mình chia sẻ với mọi người trước bấy nhiêu nha. Thì mình cũng sẽ để cái bảng màu ở trên cái video này luôn để cho mọi người có thể lựa chọn, hoặc là có thể nhắn tin với mình qua Zalo hoặc số điện thoại nha. Rồi mình sẽ báo giá cho mọi người luôn. Rồi thì mình sẽ nói từng cái mã mà ở đây hiện có nha mọi người. Thì đầu tiên là cái mã FMR 140 nha mọi người. Thì cái này cũng là một trong những cái loại mà chuộng nhất trong cái dòng vạn thọ ban mai mọi người. Nó cũng sẽ có một cái gói cái màu cũng na ná vậy nữa nha mọi người. Màu cũng y chang luôn nhưng mà nó khác cái lớp cánh nha mọi người. Đó thì cái màu này thường thường người ta gọi là màu mặt cọp á, nó là cái giọng đặc trưng của cái bàn thọ ban mai luôn. Rồi thì một gói như thế này là 100 hạt nha mọi người, 100 hạt hoa cúc bàn thọ ban mai đây. Thì cái hạt này á, là của công ty FBN nha mọi người. Đó, mình không có nói nhiều về cái công ty này nữa tại vì khá là uy tín mọi người. Rồi thì nó sẽ có để xuất xứ nè, độ sạch nè, độ ẩm, rồi ngày ngày đóng gói rồi mọi người. Đó thì 30 tháng 7, 30 tháng 7 thì nay đóng gói đường tháng nè mọi người. Đó nói chung là hạt mới hết nha mọi người, tỷ lệ nảy mầm 85%. Thì đối với mình đó, hạt vạn thọ ban mai nè, nói chung là gieo tỷ lệ nảy mầm rất là cao mọi người, rất là cao, hầu như là trên 90% luôn, nếu mà mình gieo đúng đó nha mọi người là trên 90% luôn. Rồi thì đầu tiên cái mã FMR 140 nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái FMAR 104, thì cái này là màu đỏ mọi người, màu đỏ. Nó cũng xuất xứ độ sạch này kia thì nó cũng y chang nhau hả mọi người. Đó màu đỏ. Rồi tiếp theo là màu cam. Màu cam là mã FMAR 105 nha mọi người, 105. Tiếp theo là mã FMAR 106, thì ở trong nó là màu đỏ và ở ngoài cái này đỏ đỏ cam cam mọi người, đỏ đỏ cam cam, nó khác với lại một cái màu đỏ này nè, nó hai màu đỏ khác nhau nè. Mình cảm nhận là cái này nó màu đỏ cam cam bên trong nè, và ở ngoài nó chỉ viền một xíu màu vàng thôi, còn này mọi người thấy nè, cái viền vàng ở đây nó nhiều hơn nè. Rồi tiếp theo mình thấy cái gói này, cái mã này, cái bông này nó cái cho ra cái màu cũng rất đẹp mọi người, nó cũng là đỏ viền vàng nha, đỏ viền vàng. Thì đây mọi người so sánh đây, thì như lúc đầu mình nói là cái có một cái loại giống y chang gì đó nhưng mà lớp cánh khác, thì nó cũng tương tự như mọi người. Mình để trên màn hình nè, tại vì mình về hàng chưa có kẹp cái giống đó đó, nên thôi có gì mình quay cái đó mình chia sẻ với mọi người trước nha. Nó thì nó cũng giống y chang vậy nè, nhưng mà cái màu thì nó giống giống cái này. Rồi thì này nó cũng là đỏ viền vàng rồi, nhưng mà cái mọi người thấy không, cái bông nó rung lên xíu nè đó. Nhưng mà cái màu đỏ nó cũng sẽ tỷ lệ nó cũng bằng cái màu vàng rồi, nó chứ nó không có nhiều bằng ở đây. Nó thì cái mã này là 101 mọi người, 101. Cái này là giá luôn, đây là kêu như là màu vàng lửa mọi người, màu vàng lửa. Rồi thì nói chung là mình hiện giờ mình đang có mình về được 5 cái mã này trước, 5 cái mã như thế này mọi người. Bên cạnh đó thì nó sẽ có ví dụ như màu đỏ nè, rồi màu màu vàng như vàng hoa mai mọi người, đó màu vàng hoa mai, rồi màu bolero nè. Nói chung cũng nó cũng rất là nhiều màu rồi đó, mình để cho màn hình cái gì mọi người xem.
Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái ngày gieo hạt để cho mọi người chuẩn bị trước nha. Thì hôm nay là đầu tháng 8 âm lịch của mình rồi. Thì thường á, nếu mà mình gieo là mình sẽ gieo từ khoảng 18, 20 cho tới cuối tháng 10 âm lịch luôn nha mọi người. Đó, mình trồng sớm một xíu cũng được. Cái loại này là nói chung là cũng ngắt ngọn thường xuyên á, chứ nó không có tính cơi như là bạn thọ của mình phải canh chuẩn ngày đâu. Rồi tới cái ngày mà để hoa á, thì mình để thôi mọi người, mình để chính xác thôi, nó giống như là cúc lá nhám vậy đó, nó cũng tương tự với đó mọi người. Nhưng mà trồng cái này á thì nói chung nó cũng đơn giản với nó cũng không phải khó gì, nhưng mà nhiều khi nó hơi nhạy phân đó mọi người. Mình trồng phân á mà nó nhiều phân quá thì nó cũng dễ bị chết cây lắm nha mọi người. Thì riêng về kỹ thuật á thì có gì á, tới khi mà mình trồng mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người. Mua giống bên mình thì được cái là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật, cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha, nên mọi người cứ yên tâm về cái vấn đề là hạt giống mà mình không biết trồng á thì cứ mua về đi, rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người, nhắn tin mình sẽ chia sẻ hết nha mọi người. Rồi còn hạt á thì mọi người có thể mình mua từ bây giờ rồi, tại vì hôm nay là đầu tháng 8 âm lịch mọi người, đầu tháng 8 âm lịch, nói chung là hạt á thì nó cũng mới hết trơn à, chứ không phải là hạt của năm rồi nữa, đây 30 tháng 7 2024 nè. Và hạt á thì nói chung là hạn sử dụng cũng là 2 năm mọi người, 2 năm là rất là lâu rồi. Ví dụ như mà mình trồng ít ít đi, một gói này 100 hạt mọi người, ví dụ như là mình trồng ít quá đi thì mình có thể mình lấy ra vài hạt mình trồng rồi mình bỏ lại vô cái túi zip nè đó, rồi mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh đó, là mình có thể bảo quản mình chơi tiếp sang năm sau nha mọi người đó. Nhưng mà đối với vài họ ban mai thì của mình đó, là mình trồng cũng giống như cái số lượng cây á, giống như là cái vạn thọ vậy mọi người. Ví dụ như là C10 thì mình sẽ trồng một chậu 3 cây hoặc là 4 cây. 4 cây thì nó hơi chật mọi người. Hơi chật thì đó, cái số lượng thì nó cũng giống như vạn thọ. Nên một gói như thế này á, nếu mà mình trồng 100 hạt á thì nó C10 thì tầm khoảng 30 chậu mọi người. 30 chậu. Rồi thì đó là những cái liên quan về cái hạt cũng như là ngày gieo hạt của mình chia sẻ với mọi người nha. Thì mình cũng đang về một cái đợt hoa vạn thọ, thì chắc video sau mình sẽ lên về cái hoa vạn thọ và mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người những cái loại hoa vạn thọ nào mà mình nên trồng á để cho mọi người chuẩn bị trước. Thì hôm nay cũng là đầu tháng 8 rồi, thì loay hoay là cũng chuẩn bị là mình xuống giống tới bây giờ mọi người. Bởi vì mọi năm mà khi mà trồng cúc mâm xôi xuống rồi á, thì rất là mau tới trồng mấy cái loại bông khác. Và tháng sau á, thì mình bắt đầu mình sẽ ươm hạt giống màu gà cũng như là phụng bỉ, nên mọi người nếu mà mình cần cái cây giống á thì cứ liên hệ mình nha. Còn màu gà thì hiện giờ vẫn còn hạt giống đó, ví dụ như mọi người ở xa đi, ở ngoài khu vực phía Bắc hoặc là miền Trung gì đi thì mọi người nên mua hạt, tại vì mình gửi cây không có được nha mọi người. Mình gửi ví dụ như là Lâm Đồng, Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận trở lại thôi, chứ mình không có gửi xa được nha mọi người. Gửi xa thì cái cây nó sẽ không đảm bảo, rồi nó hư hao, thì thành ra là rất là tiếc mọi người. Rồi thì đó là những gì mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mọi người có cần hạt giống, cây giống gì đó, thì cứ liên hệ với mình qua Zalo nha mọi người. Mình cứ để trên màn hình đó, 0979754847 54847 đó, mọi người có thể mình gọi trực tiếp hoặc là mình có thể mình nhắn tin qua Zalo để mình trao đổi về hạt giống cũng như là cây giống nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.